Ngày 1 tháng 1 tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 và phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công. 12 dự án có tổng chiều dài 729 km, tốc độ 100 đến 120 km/h, đi qua 15 tỉnh thành phố, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, với tổng mức đầu tư khoảng 147.000 tỷ đồng. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông là hành lang vận tải quan trọng nhất trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cả nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Như vậy, trong 10 năm tới, chúng ta phải đầu tư xây dựng gần gấp 4 lần số km đường bộ cao tốc đã xây dựng trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020, khoảng 1.000 km. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 nối thông tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo các ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch phương án thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, an toàn, giữ gìn môi trường, tuân thủ tuyệt đối yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Các chủ đầu tư bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.